Bây giờ vớt cá trong cái đăng chuồng số 2. Đấy. Còn hai con này nữa nè. Nãy là 6 con, giờ hai con này 8 con nè. Còn đâu thả luôn đi. Con này nè. Con này con đực này. Nhìn sao biết được gì? Những cái mang này. À, là đực. À, nó không có, không có trứng ha. À được. Con này cái nó có nè. À thì cái ha. Nó có hai con trứng. Hai con trứng. Đó con có, đó con cái là tính tiền, còn con đực là không. Buồng trứng ở đây nè. Về người ta sẽ lấy này nè, dao người ta. 7 con sam 70.000. Đó. Nhiều quá. Nó biết luôn á. 7 sam. 7 sam 70. 7 sam. Cái con gì mà họ cũng ăn được nó hay quá. Con sam đực là không có tính tiền nha sư huynh, con sam cái hả? Rồi một con đực nó sẽ đi một con cái này theo. À vậy luôn hả? Nó ôm ấp nhau vậy ha. Con cái đằng trước, con đực đằng sau. À, con cái đằng trước và con đực đằng sau nãy giờ. Bởi vì người ta nói quyến luyến như sam đó. Rồi cũng phải luân hồi à, phải chia ly thôi, thôi gắn niệm Phật gì cực lạc nha. Yêu nhau quá thì làm sam thôi. Làm đau khổ đó. À, niệm Phật gì cực lạc, làm Phật Bồ Tát quay lại ta bà cứu độ chúng sanh đi cả nhà ơi. Yêu nhau quá thì làm sam nha mọi người. Tình yêu